Hello cả nhà, vừa rồi thì là Trung có nhận được một cuộc gọi của một khách hàng đó. Thì anh muốn sử dụng chiếc mâm điện than của mình với một thiết bị loa và Bluetooth. Thì tại căn phòng của anh thì anh không muốn lắp đặt quá nhiều thiết bị như là thêm một âm đi chẳng hạn. Thì Trung đã tìm và setup cho anh một bộ để mình có thể nghe qua mâm điện than. Đây là chiếc mâm than của Yamaha, có mã model là TTL 5.3, có nhiều tính năng hiện đại như là mình có thể nghe qua các cổng hay ao, có thể nghe qua Bluetooth hoặc là stream nhạc qua music card. Ok, và chiếc loa mà Trung phối ghép với chiếc mâm điện than đó chính là chiếc Marshall U42 đó. Thì chiếc này khi mà mình nghe nhạc chỉnh tề nó rất là hợp, cho nên là hôm nay chúng ta sẽ lắp hai chiếc loa này vào để chiều ý của khách hàng. Ok, và bây giờ ấy, chúng sẽ đi vào thử nhạc cho mọi người xem và chi tiết review và hai sản phẩm ấy, mọi người có thể kéo xuống phần mô tả thì chúng sẽ để link review của hai sản phẩm cũng như là link mua hàng ở trên phần mô tả của video ngày hôm nay nhé. Và bắt đầu thì bây giờ chúng sẽ bật một bài nhạc lên để mọi người test chất âm trên chiếc loa này. Thank you.
chiều thu năm ấy, tới nay đã mấy thu rồi. Cảnh xưa vẫn đó, gió đưa rụng lá tơi bời. Ngược dòng thuyền trôi, mãi êm đưa treo sóng. Sương rơi xóa mờ, nhưng nàng vẫn đứng chờ mong. Nàng chờ ai, tựa cây đứng trong ánh trăng mơ màng, như dịu hồn ta tới đâu. Thuyền chàng gần ghé tới, tới chốn bên cũ, nghẹn ngào nhìn nhau đây một phút êm đềm. Chiều thu như nhắc với ta lại giấc mơ ngàn, đường về còn xa, tiếng chuông chùa vang bên làng. Mộng đẹp đầy thơ ước xây bên nhà ấm. Vừa rồi thì đã là một đoạn thử nhạc trên hai thiết bị này được phối ghép với nhau. Nếu mọi người có thể cắm tai nghe vào và thưởng thức, hoặc là mọi người có thể đến showroom của HD Radio để nghe thử luôn tại chi nhánh Việt Nam miền Bắc, thì kỹ thuật viên sẽ hỗ trợ quý khách hàng nghe và test thử luôn tại showroom. Ok, và tại thì giá của chiếc Rambotan Yamaha này thì được bán với giá là 14.880.000 đồng, còn chiếc Wormwood 2 thì đang có giá từ 3.950. Mọi người có thể tham khảo trên website hdradio.vn. Tất cả những link sản phẩm và link review chi tiết thì đã để dưới phần mô tả video này rồi, mọi người có thể tìm dưới và bấm vào để xem nhé. Ok, thì bây giờ thì chúng ta xin phép được dừng clip tại đây, và chúng ta sẽ đi lắp đặt cho khách hàng bộ tam giác này đây. Bye bye mọi người. HD Radio, nâng tầm giá trị giải trí.